Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tiết số 55 tiếng Việt điệp ngữ. Chúng ta cùng nhau đi vào phần 1 La Mã. Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ. Một nhỏ ví dụ. Các bạn cùng theo dõi ví dụ sau. Đây là khổ thơ đầu ở trong bài thơ Tiếng gà trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh trên đường hành quân xa dừng chân bên sóng nhỏ tiếng gà ai nhảy ổ cục cục tác cục ta nghe sao động nắng trưa nghe bàn chân đỡ mỏi nghe gọi về tuổi thơ vậy thì các bạn hãy cho cô biết có những từ ngữ nào được lặp lại và sự lặp lại các từ ngữ có tác dụng gì chúng ta thấy đối với khổ thơ này thì ở đây từ nghe được lặp lại và có tác dụng đó là nhấn mạnh ý, gây cảm xúc đối với người đọc. Và từ nghe là điệp ngữ. Vậy điệp ngữ là gì và tác dụng của điệp ngữ như thế nào? Thì các bạn cùng theo dõi vào phần 2 nhỏ ghi nhớ trong sách giáo khoa trang số 152. Các bạn lưu ý cho cô này khi nói hoặc viết người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ hoặc cả một câu để làm nổi bật ý gây cảm xúc mạnh cách lặp lại như vậy gọi là phép điệp ngữ và từ ngữ được lặp lại là điệp ngữ cô có bài tập nhanh các bạn cùng theo dõi hãy tìm một phép điệp từ ngữ trong các tác phẩm đã học và nêu tác dụng cô lấy ví dụ trong lồng cổ thụ bóng lồng hoa thì ở đây từ lồng được lặp lại và có tác dụng đó là nhấn mạnh ý gợi hình ảnh quấn quýt lung linh của cảnh đẹp đêm trăng rừng Việt Bắc. Ví dụ tiếp theo, các bạn theo dõi đoạn văn sau. Phía sau nhà em có một mảnh vườn, mảnh vườn ở phía sau nhà em. Em trồng rất nhiều loại hoa, em trồng hoa cúc, Em trồng hoa thược dược, em trồng hoa đồng tiền, em trồng hoa hồng. Em trồng cả hoa lay ơn nữa. Ngày phụ nữ quốc tế, em hái hoa sau vườn nhà em tặng mẹ em, em hái hoa tặng chị em. Vậy thì các bạn hãy tìm cho cô những từ ngữ được lặp lại trong đoạn văn trên và cho biết việc lặp lại các từ trên có tác dụng biểu cảm hay không? Đầu tiên chúng ta thấy các từ được lặp lại này đó là nhà em. Thứ hai đó là mảnh vườn thứ ba đó là em chồng và thứ tư nữa nó đó, đó là em hái hoa vậy thì chúng ta thấy này ở đây việc lặp lại không có mục đích không có tác dụng không biểu cảm và lặp lại từ khiến đoạn văn trở nên rườm rà không gọn không thoát được ý và lặp không có mục đích không có tác dụng như vậy thì đó là bị mắc lỗi lặp từ giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 25 mã các dạng điệp ngữ. Một nhỏ ví dụ. Các bạn hãy so sánh điệp ngữ trong ba khổ thơ và chỉ rõ đặc điểm của mỗi dạng. Khổ thơ thứ nhất. Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu. Cô gái ở thạch kim, thạch nhọn, khăn xanh, khăn xanh, phơi đầy lán sớm. Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều. Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa Thương em, thương em, thương em biết mấy Khổ thơ thứ hai Nghe sao động nắng trưa Nghe bàn chân đỡ mỏi Nghe gọi về tuổi thơ Và khổ thơ thứ ba Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu, ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai. Đối với khổ thơ thứ nhất, chúng ta thấy các từ ngữ được lặp lại rất lâu, rất lâu, khăn xanh, khăn xanh, thương em, thương em, thương em. Thì những từ ngữ được lặp lại ở đây, nó đứng liền nhau. Người ta gọi đó là điệp ngữ nối tiếp. Thứ hai, chúng ta thấy từ nghe được lặp lại và từ nghe những từ ngữ được lặp lại ở đây không đứng liền nhau Người ta gọi đó là điệp ngữ cách quãng Khổ thơ thứ ba Từ thấy và từ ngàn dâu được lặp lại Chúng ta thấy này Từ thấy ở cuối câu đầu tiên được lặp lại ở đầu câu số 2 Từ ngàn dâu ở cuối câu số 2 được lặp lại ở đầu câu số 3. Và người ta gọi đó là điệp ngữ chuyển tiếp hay còn gọi là điệp ngữ vòng. Như vậy, chúng ta thấy có mấy loại điệp ngữ? Các bạn cùng theo dõi vào ghi nhớ ở trong sách giáo khoa trang số 152. Các loại điệp ngữ. Chúng ta điệp ngữ loại thứ nhất. Đó là điệp ngữ nối tiếp. Thứ hai, đó là điệp ngữ cách quãng và thứ ba, đó là điệp ngữ vòng hay còn gọi là điệp ngữ chuyển tiếp. Cô có bài tập nhanh như sau. Tìm và chỉ ra dạng điệp ngữ ở trong những ví dụ sau. A à, trong đầm gì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn b hồ chí minh muôn năm hồ chí minh muôn năm hồ chí minh muôn năm phút giây thiêng liêng anh gọi bác ba lần c cậy tre trông tre chống lại sắt thép của quân thù xe sung vong vào xe tăng đại bác che giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, che anh hùng lao động, che anh hùng chiến đấu. D. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Bốn ví dụ sau ở ví dụ a chúng ta thấy từ lá xanh bông trắng nhị vàng là những từ được lặp lại và nó gồm hai dạng điệp ngữ đó là điệp ngữ cách quảng và điệp ngữ vòng ở ví dụ b cũng từ hồ chí minh được lặp lại đó là điệp ngữ nối tiếp ở ví dụ c từ tre được lặp lại và dạng điệp ngữ ở đây đó là điệp ngữ cách quảng và ở ví dụ d từ là một được lặp lại và dạng điệp ngữ đó là cũng là điệp ngữ cách quãng. Chúng ta cùng nhau đi sang phần 35 mã luyện tập. Bài tập 1. Tìm điệp ngữ trong đoạn trích sau và cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống Pháp xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Chúng ta thấy các từ được lặp lại đó là một dân tộc đã gan góc, dân tộc đó phải được. Thì việc lặp lại ở đây, tác giả muốn nhấn mạnh ý dân tộc ta phải được tự do, độc lập, xứng đáng được tự do, độc lập. tìm điệp ngữ trong bài ca dao sau và cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì. người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời êm biển biển lặng mới yên tấm lòng. thì các từ được lặp lại ở đây đó là đi cấy và trông, đi cấy lặp lại có những tác dụng đó là nhấn mạnh công việc làm từ trong được lặp lại có tác dụng đó là nhấn mạnh sự vất vả cực lòng của người nhà nông. Các bạn hãy tìm điệp ngữ trong khổ thơ sau và cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát những dòng sông đỏ nặng phù sa. Các từ được lặp lại đó là đây là của chúng ta và những có tác dụng đó là nhấn mạnh ý thơ, tạo ra âm điệu mạnh mẽ, hào hùng. Đặc biệt là điệp ngữ của chúng ta biểu lộ niềm tự hào về ý chí tự lập, tự cường về tinh thần làm chủ của nhân dân ta. Bài số 2. Tìm điệp ngữ trong đoạn văn sau và cho biết dạng điệp ngữ. Vậy mà giờ đây anh em tôi sắp phải xa nhau, có thể sẽ xa nhau mãi mãi, lạnh trời đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Các từ được lặp lại đó là xa nhau, một giấc mơ chúng ta thấy xa nhau ở đây là điệp ngữ cách quãng một giấc mơ đó là điệp ngữ vòng hay còn gọi đó là điệp ngữ chuyển tiếp tìm điệp ngữ trong những câu thơ sau và cho biết dạng điệp ngữ một bếp lửa trờn vờn sương sớm một bếp lửa ấp yêu nồng đượm cháu thương bà biết mấy nắng mưa chúng ta thấy từ được lặp lại ở đây đó là một bếp lửa đó là điệp ngữ cách quãng Tìm điệp ngữ trong câu sau và cho biết dạng điệp ngữ. Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt. Thì từ mưa ở đây được lặp lại, đó là điệp ngữ nối tiếp. Rồi tìm điệp ngữ trong câu thơ sau và cho biết dạng điệp ngữ. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Chúng ta thấy chưa ngủ đây được lặp lại. Từ chưa ngủ ở cuối câu thứ nhất được lặp lại ở đầu câu số 2, đó là điệp ngữ vòng hay còn gọi đó là điệp ngữ chuyển tiếp. Tìm điệp ngữ trong câu sau và cho biết dạng điệp ngữ. Thấy thuyền còn đi quá chậm, vua đứng trên mũi thuyền kêu lớn, cho gió to thêm tí nữa, cho gió to thêm một tí. Thì được lặp lại ở đây đó là cho gió cho thêm một tí đó là điệp ngữ nối tiếp Rồi các bạn cũng tìm điệp ngữ trong câu thơ sau và cho biết dạng điệp ngữ tiếng suối trong như tiếng hát xa trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa thì ở đây các từ được lặp lại đó là từ tiếng và từ lồng đó là điệp ngữ cách quãng Phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn làm cho cô bài tập sau. Các bạn hãy đóng vai là người cháu ở trong bài thơ Tiếng gà trưa và viết một bức thư gửi cho bà để giải bày tình cảm, trong đó có sử dụng điệp ngữ. Cuối cùng, cô cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tiết học ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn luôn học chăm ngoan, học giỏi.